Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ ông Biden nói rằng Tổng thống Nga Putin phạm tội diệt chủng tại Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky đã ca ngợi điều đó, trong khi Tổng thống Pháp bảo rằng phải thận trọng. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Iowa vào ngày thứ Ba, tức là ngày 12 tháng 4, đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phạm tội diệt chủng tại Ukraine. Vâng, tôi đã gọi đó là diệt chủng. Ông Biden đã nói với báo giới tại Iowa ngay trước khi ông lên không lực một, tức là Air Force One, để quay trở lại thủ đô Washington, D.C. Trước đó tại một sự kiện ở Menlo tiểu bang của Iowa khi nói về giá năng lượng tại Mỹ tăng cao kể từ khi xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine, ông Biden đã ám chỉ rằng ông nghĩ ông Putin đang phạm tội ác diệt chủng đối với Ukraine nhưng đã không nêu rõ chi tiết. Ông Biden và chính phủ của ông cũng không loan báo về những hậu quả mới mà Nga sẽ gặp phải hoặc sẽ hỗ trợ thêm nữa cho Ukraine sau cáo buộc không khai nêu trên. Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình thông qua các sắc lệnh hành pháp để giảm giá xăng và xử lý tình trạng giá cả tăng cao do Putin gây ra, ông Biden cho biết. Có thể nói đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Biden sử dụng từ diệt chủng để mô tả cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Vào tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố vụ thảm sát tại thị trấn Bucha là tội ác diệt chủng. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga hồi cuối tháng 3 đã tàn sát thường dân, trước khi rút lui ra khỏi Bucha thuộc phía tây bắc thủ đô Kiev, nhưng Điện Kremlin đã bác bỏ điều này. Việc Tổng thống Biden gắn nhãn cho Tổng thống Putin phạm tội diệt chủng lập tức nhận ngay sự tán dương của Tổng thống Zelensky. Ông Zelensky đã viết trên Twitter rằng, những lời nói thật của một tổng thống Mỹ thực sự gọi mọi thứ bằng chính tên của nó là cách hiệu quả để đối đầu với tà ác. Chúng tôi biết ơn những hỗ trợ mà Mỹ đã cung cấp cho đến nay và chúng tôi cần gấp thêm vũ khí hạng nặng để ngăn chặn Nga gây thêm tội ác. Liên hợp quốc định nghĩa diệt chủng là những hành động được thực hiện để cố tình hủy diệt toàn bộ hoặc một phần của một quốc gia, một dân tộc, một chủng tộc hoặc một tôn giáo. Ông Biden trong phát biểu tại Iowa cũng đã nói rằng với giới chức Ukraine đã tuyên bố các luật sư mới là những người quyết định liệu những hành động của Nga tại Ukraine có cấu thành tội diệt chủng theo tiêu chuẩn của quốc tế hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đóng vai trò chính trong việc cố gắng thuyết phục Vladimir Putin rút khỏi Ukraine, đã từ chối đi xa như vậy. Ông đã nói, Tôi sẽ cẩn thận với những điều khoản như vậy vào ngày hôm nay bởi vì hai dân tộc nói là người Nga và người Ukraine là anh em. Ông Macron hiện đang chuyển trọng tâm sang trận chiến tranh cử sắp tới của bản thân ông với bà Marine Le Pen, người đã lợi dụng công việc của đối thủ về Nga để nâng cao vị trí của các cuộc thăm dò. Trước đó, vào ngày 4 tháng 4, khi được hỏi về liệu hành động của Nga tại Ukraine có phải là diệt chủng hay không, ông Biden đáp, tôi không nghĩ đó là tội phạm chiến tranh. Cố vấn an ninh của ông Biden, ông Jake Sullivan sau sự kiện tại Iowa đã nói với báo giới rằng đã có tiến trình để xác định những gì là tiệt chủng và rằng Mỹ chưa thấy mức độ tước đoạt mạng sống mang tính hệ thống đối với người dân Ukraine gia tăng tới mức độ tuyệt chủng. Nhưng ông Sullivan cũng nói điều đó là vấn đề mà chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục giám sát.